ràng quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thời Đại Rồi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị thân mến, một chương trình rất đơn giản, rất dễ hiểu, rất dễ chơi. Chỉ việc chọn đừng là đầu tiên, đừng là cuối cùng, đừng là nhiều quá và đừng là ít quá. Ở giữa trung bình, vị trí trung bình luôn là vị trí an toàn nhất. Nghĩ là đơn giản vậy thôi, nhưng thưa quý vị, ekip đã phải chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, thời gian, tâm tư, tình cảm. Tất cả đặt vào chương trình này với một tâm thế luôn sẵn sàng chờ đón nghệ sĩ đến đây chơi hết mình, vui hết mình để mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Và ngay bây giờ, chào đón nghệ sĩ của chương trình Thời Đại Rồi. 30 số phát sóng, gần 60 trò chơi lớn nhỏ và hơn 90 khách mời. Thời Đại Rồi đã và đang mang đến nhiều cung bậc cảm xúc vào mỗi tối thứ hai hàng tuần cho quý vị khán giả. Hôm nay, Thời Đại Rồi là một số đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng điểm là những khách mời lắm chiêu, những trò chơi đặc sản và đặc biệt là những kỷ lục độc đáo của Thời Đại Rồi mà không phải ở đâu cũng có. Không chần chờ và ngần ngại, hãy cùng bắt đầu chương trình ngay thôi. Thời Đại Rồi. Đầu tiên, hãy đến với những màn chào sân ấn tượng. Chúng ta hãy đến với những màn giới thiệu mặn mà nhất. Hồi xưa mình là kiện tướng của môn văn thơ. Giờ mình làm thơ tặng chương trình. Hay này, hay là hay. Hồi xưa là kiện tướng mà. Thơ hay lắm. Thời tới rồi, mình chơi thôi. Bị loại rồi. Bị loại rồi, về nhà nha. Anh ơi, Johnny nhảy đẹp lắm. Em muốn là giới thiệu trên nền nhạc bằng nhảy tôi là Johnny. Dạng dạng gì đó. Âm nhạc chuẩn bị ạ. 2, 3, vô. Mọi người đẩy view giúp Johnny nào. Đó, ra. Vỗ tay, vỗ tay. Dạ. 2, 3, music. Trời ơi. Ghê vậy. Tôi dậy có 4 ký rồi đó. Xin chào mọi người, mình là ST Sơn Thạch. Yo. Tưởng 18 tuổi không? Chắc nghĩ mình 18 á. Đứt dây dài. Thôi em xin phép được nhảy luôn phần của bạn ạ. Yeah. Wow, hay quá đây. Wow, chị chắc đạp ha. Ghê thiệt. Wow. Quá trời. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, em tên là Tiến Dũng. Dạ, em tên là Tiến Dũng. À, Tiến Dũng, dạ, hiện em đang là diễn viên. Cái tên của mình còn sai nữa. Ủa, em anh đang... giới thiệu gì vậy? À, anh giới thiệu lộn Tiến Dũng, anh giới thiệu lộn thủ môn. Dạ, dạ em là Tiến Dũng, hiện em đang là diễn viên. Dạ, em xin hết ạ. Đi về đâu người ơi, về đâu, đến đây làm chi giờ đây? Khi vô tình quay gót đèn, hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng đã quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chiều hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Ê, chị ơi không được chị ơi. Tới chương trình này mà chị ca không cần nữa đâu, nó có nghe nó có huông lắm chị. Cần chị ơi, cần nha. Ok, cần. Và không thể thiếu những màn ra mắt nhạt nhưng không nhòa nhất. Chế Nguyễn Bình Châu. Đó. From Lam. From Lam Đô. Chế Nguyễn Bình Châu, 16 tuổi, from Lam Đô. Hôm nay em xin trả lời song ngữ hay là... Hôm nay mình xin được trả lời song ngữ ạ. Song ngữ ạ, xin mời ạ. Mời câu hỏi từ ban tổ chức ạ. Em
chị Xí nha, em giới thiệu em đúng không? Dạ. Chế Nguyễn Bình Châu from cái gì? From cái gì? Lâm Đồng. Cái gì? Lâm Đồng. À, Lâm Đồng á. Lâm Đồng. Hồi nãy em ngửi tưởng là gì, lên đên không à? Không. Lên đớn. Cái gì đó không? Em nghe ra chữ lên đớn. Nghe cái đống đống gì đó kỳ. Ca sĩ nào mà ở tỉnh lên đên mệt quá. Mệt quá. Một phần giới thiệu vừa rồi hơi nhạt nhòa, mong quý vị thông cảm. Có mặn mà. Thật. Mà. Quý vị khán giả không mình vô là mặn. Tại đứng cái cây hài á. Chắc chắn. Đẹp quá em ơi. Diễn anh. Tức là gì nè, bây giờ có một trường hợp như này, ca sĩ thì phải làm hài, hài thì phải làm hoa hậu, hoa hậu thì phải làm ca sĩ. Ủa? Không phải, tại vì cho cái nhạc đó mà cái này sao em nhảy nổi? Là lý do lắp giò. Dạ quê ba em lắp giò. À. Dạ. Ừ, thôi giữ tay em vui đi. Thì mình có được ở đây cũng là gọi là gì ta? Chung nơi chung rau cắt. Nơi chung rau cắt. Chung nhau. Chung rau và chung gì rau nào? Chung gì? Chung nhau cắt rốn. Dạ. Thì đó, thì mình phải giới thiệu một cái nơi mình sinh ra, nơi ông bà tổ tiên của mình đẻ mình ra. Thì có gì đâu, đúng không mọi người? Đúng, đúng, đúng. Hợp lý. Sắc. Dạ. Ê, tôi cũng có ước mơ làm hoa hậu, tính làm y chang vậy luôn á. Tính làm y chang vậy luôn á. Hôm nay tính lên nè. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thời Tới Rồi ạ. À. Ê, ủng hộ đi mọi người. Hay hả? Mình là Jin Tuấn Kiệt. Hay hay hay. Ở mù quáng kia. Ờ mù quáng thiệt nha. Hiện tại mình là ca sĩ, diễn viên. Ủa quá thứ gì vậy? Lily, lấy lại phong độ cho mấy anh, mấy chị nè. Thôi. Xin chào quý vị khán giả, chào các anh chị ở đây ạ. À. Em là Lily. Hôm nay em là lần đầu tiên tham gia chương trình này. Hy vọng là em sẽ có những cái trải nghiệm vui vẻ cũng như những kỷ niệm đẹp cùng với anh chị ở đây. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. U là trời. Gác lại những màn chào sân mặn nhạt hài hước, bây giờ chúng ta cùng đi tìm những kỷ lục có 1-0-2 theo luật chơi đặc trưng của Thời Tới Rồi. Tao lại là người đầu tiên. Đầu tiên loại. Cuối cùng loại. Nhiều nhất loại. Ít nhất loại. Lớn nhất loại. Nhỏ nhất loại. Nhanh nhất loại. Chậm nhất loại. Đầu tiên kỷ lục, ai là khách mời tham gia nhiều số nhất? Chúng ta hãy cùng đến với top 3. Đồng hạng 3 là hai chàng trai với 7 lần tham gia chương trình nghệ sĩ giải trí thuộc quận 4 Entertainment, Quốc Khánh. Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thời Tới Rồi. Hôm nay Quốc Khánh đến với chương trình không mong nhận lấy giải thưởng của chương trình mà chỉ mong là lấy được những tình yêu thương của vị khán giả. Quý vị nào yêu thương hãy để dưới phần bình luận là Quốc Khánh đẹp trai hoặc là Quốc Khánh duyên dáng quá, em sẽ trả lời hết từng comment của mọi người. Mười điểm. Hay quá. Mười điểm. Thôi là vậy đó. Mười điểm. Ca sĩ hài ST Sơn Thạch. Em xin chào các bạn cùng lớp. Em là ST Sơn Thạch, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1990, tức dòng sao nhân mã ạ. À. Hạng 2 là mỹ nhân làng hài, Buka với 12 lần tham gia chương trình. Và em muốn khen. Khen đi em hãy vui lên, hãy cứ vui cùng lên. Em muốn những gì. Ok chưa? Và cuối cùng, người nắm giữ kỷ lục tham gia Thời Tới Rồi nhiều số nhất đó chính là Lee Min Ho, Đồng Nai, Dương Lâm.
với 14 lần. Em là Lê Vũ Lâm, công việc hiện tại là một là người mẫu ảnh. Mình chụp cho tạp chí nào ạ? Tạp chí Ba và Bé. Ba và Bé? Ba và Bé nha. Và ngày hôm nay em tham gia chương trình Thời Tới Rồi. Thì năm nay em cảm giác cái con người của em rất rất là may mắn luôn. Cho nên em mới quyết định tham gia chương trình Thời Tới Rồi. Hy vọng là Thời sẽ tới với em. Lỡ như ngày hôm nay em có bị loại, không phải là tới Thời, mà là tới số anh nha. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm ai là khách mời gạo cội nhất của Thời Tới Rồi. Top 3: nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và cũng xin cảm ơn anh Quốc và anh Long đã nhận lời tham gia chương trình cùng với các em. Anh Quốc thì đó, lâu lâu xuất hiện ca câu nữa. Không, thật sự ra là khi mời tôi tham gia chương trình này tôi lo lắng lắm. Lo lắng? Tại vì tôi không có vui vẻ như anh Kim Tử Long. Sao vui liền nói là vui liền. Tôi không vui vẻ như Kim Tử Long. Vui liền. Cái mặt tôi nó wow tí xíu. Nhưng mà thôi, cũng giới thiệu với có anh Long tôi cũng khớp lắm. Anh Long dầu sao cũng đàn anh của tôi. Giới thiệu của tôi. Kính thưa quý vị, tôi tên là Hữu Quốc, hôm nay tôi tham gia game Thời Tới Rồi. Rồi hết rồi đó. Chị cây vậy? Dạ mời anh Long. Ấy, Kim Tử Long có dặn trước nè. Có xin nhẹ. Không có xin luôn. Nhưng mà bữa nay là tới đây là lần thứ hai với chương trình Thời Tới Rồi. Lần trước thấy ông tốt. Vì sao không tốt? Đi ra cuối cùng là cái người đi về. Thì mong rằng là tất cả các em đó, Trang, Cháu, Ngọc rồi đó, đó Trung, My, Khánh đó, Quốc thì khỏi đi, Quốc là hôm nay sẽ là một mất một phần của tôi trong cái trận thi chiến này nè, tôi biết mà. Trời ơi, chúng ta chào đón với bé đi bữa nay mặc đồ nó chỉ như 15 tuổi vậy trời. Ma tóc kìa, trời ơi, tóc lô đồ mấy gì bắt ta luôn nè. Chạy chạy bắt ta đồ nói chứ cũng vừa thôi. Nói nghe mình phải làm hơi lố chút chứ, không thôi thì lép mấy em này giờ nhìn lại đi. Thôi đừng nói tuổi đây, ai mà có tuổi bây giờ. Thưa quý vị, là khán giả mà đã thương rồi thì tuổi tác nó thành vấn đề luôn á. Ngày hôm nay cảm ơn chị Thời Mỹ đã đến với tụi em. Mong là Thời Tới Rồi đến với em nha. Và người nắm giữ kỷ lục thành viên gạo cội nhất của chương trình đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhảy luôn. Thưa tướng quân, rồi khiêng ba vô mấy đứa. Mệt, ba mệt rồi. Má trời ba. Ai sẽ nắm giữ kỷ lục khách mời mầm non nhất của Thời Tới Rồi? Chúng ta hãy cùng đến với top 3: Đạt Ca, Sophia, Lê Tam Triều Dân. Hạng 3: Tam Triều Dân 1998. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các cô chú, anh chị đang đứng ở đây và cũng như là khán giả đang xem chương trình Thời Tới Rồi. Em là Lê Tam Triều Dân. Dạ, em là diễn viên, xin được chào tất cả mọi người. Trời ơi, tại sao cái tên đó là gì? Cũng xin được phép giới thiệu gia đình em là có ba người con. Chị thứ nhất là Lê Nhất Hương, chị thứ hai là Lê Nhị Hoa, và em là Lê Tam Triều Dân. Và tương lai là sẽ có Lê Tứ Đời, nghĩa là theo thứ tự là Nhất Nhị Tam Tứ, và tên đó là Hương Hoa Dân Đời, mang một ý nghĩa đó là những cái điều tinh túy sẽ dâng đến cho cuộc đời. Trời ơi, hạng hai. Không có hạng hai. Như vậy, kỷ lục khách mời mầm non nhất của Thời Tới Rồi đó chính là Đạt Ca và Sophia 2000. Hello mọi người, mình là Đạt Ca. Vậy thôi đó hả? Ủa, dạ? Hết rồi hả? Vậy thôi đó hả? Đó, tập trước giới thiệu rồi. Đó. Tập trước giới thiệu rồi. Đó. Ôi. Cái gì vậy em? Ủa con? Dạ. Có bị ngáo hả con? Có bị gì hả? Đây con thấy sau lưng mình là
các bạn gọi là tiền bối, tiền bối trong nghề, nên mình khua môi múa mép thấy không hay nên thôi lui về. Khua môi múa mép tự nói luôn đó. Thôi chứ thì đàng hoàng nè, múa nhẹ đi. Ok. Ủa ra là quá mệt mỏi. Wow, wow. Hello mọi người, mình là Đạt Ca và ngày hôm nay mình rất vui khi lại được trở lại Thời Tới Rồi và hy vọng ngày hôm nay Thời sẽ tới với mình. Kinh đệ ai hứ ai hả? Dạ đâu con. Giọng hơi khe. Sắp tới có bài hát gì mới không nè? Dạ có. Hát một đoạn nghe chơi nè. Này giọng hơi khe. Đâu, mình hát mình cho mọi người biết là mình sắp có bài thôi cho nên. Ok. Kính thưa quý vị. Hay ra dễ ghê ha. Đang đến với tỏ nát quá. Ngày hôm nay cũng giống như là anh xem mình. Sắp tới mình sẽ cho ra mắt một sản phẩm. Mình không biết có đầu tư không? Mình không biết có đầu tư không? Nhưng mà... Kiến cán con hả con? Dạ. Kiến cán ở đâu đó hả? Dạ, con tạo được ấn tượng. À, phong dạ, cách. Dạ. Mọi người hãy nghe một vài giai điệu. Mùa đông vừa thay áo đón ánh nắng khi xuân vừa sang. Hàng cây vừa thay lá sao có cánh hoa kia phai tàn. Chào em, chào tất cả mọi người, em chào các anh chị ngày hôm nay. Em là Sophia ạ. Sophia, mời Sophia hát một câu gì đó tặng cho anh chị được không? Dạ vâng ạ, em xin dành tặng mọi người một ca khúc mới ra gần đây nhất của em. Đó là ca khúc Thiêu Thân. Thiêu Thân. Thiêu Thân. I don't wanna cry mà sao chẳng thể ngăn lại. I don't wanna cry mà sao nước mắt ngăn dài. I don't wanna cry. Em rất muốn mất lời mà sao tâm trí rơi bời. Em rất muốn mỉm cười mà anh quên lắng đi rồi. Mỉm cười lần sau khói mà em không tha được rồi. Vỗ tay đồng nhiệt cho Sophia. Người đầu tiên và người cuối cùng đã bị loại. Hồi hộp và ghê cứng nhất chính là hai luôn. Kỷ lục. Khách mời bị loại đầu tiên và cuối cùng, họ là ai đấy? Chúng ta hãy chờ xem. Kỷ lục khách mời bị loại đầu tiên chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Anh đã bị loại ngay từ trò chơi chính chiếc hồi hộp trong tập 1 của Thời Tới Rồi. Người đầu tiên xuất hiện đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Vòng 1 chính chiếc hồi hộp. Chính người chơi ngồi vào chính chiếc thùng, họ phải đeo tai nghe với âm nhạc cực lớn. À, đừng có hát nữa, quá ồn rồi. Trong thời gian 3 phút, tất cả phải mở thùng đứng dậy. Ai đứng lên đầu tiên, loại. Ai đứng lên cuối cùng, loại. 7 người chơi còn lại sẽ bước vào vòng tiếp theo. Có ai lên chưa dạ? Sợ quá. Lên luôn. Nhà đang lên quá nè. Lừa mình hả? Sợ quá. Nghĩ sao vậy? Giờ sao ta? Có đứng lên không ta? Có ai lên không? Mệt quá. Quá lên. Pull, snap, snap, pull. Có lên không? 15 giây nữa ra, 15 giây nữa ra. Gì mà ôm sầm dạ? Ủa gì vậy mọi người? Những tiếng động sột soạt phát ra từ thùng của Phát La và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Ai sẽ là người đứng lên đầu tiên? Hãy cùng xem lại những hình ảnh sau đây. Chúng ta sẽ đến với một nghệ sĩ đàn anh tâm sự. Vì sao vì sao tham gia chương trình của chúng tôi mà anh lại hờ hững với chương trình, lại kết thúc ngay từ vòng đầu tiên ạ? Nói chung là xin rất là cảm ơn chương trình đã mời Lâm tới để tham gia chương trình Thời Tới Rồi. Vũ lên anh. Nhưng mà thật sự là tối hôm qua nằm mơ. Nằm mơ, anh lại có giấc mơ à? Anh thấy gì? Thấy hết thời rồi. Thấy hết thời rồi.
thành thử ra tham gia chương trình mong rằng thời nó tới lại. Thời tới lại mà cuối cùng nó cũng không tới. Đừng buồn phiền, biết đâu vòng cuối cùng anh lại là người bước lên đây nhận phần thưởng chung với người chiến thắng. À, vậy thì sẵn đây cho anh được gửi gắm các em yêu thương của anh. Dạ vâng. Cái bạn nào mà được nhất đó nhớ tên anh. Anh tên là Kim Tử Long. Cô quán qua đã. Nữa quảng cáo hoài. Bây giờ anh biết số phận của anh là phải vô ngồi rồi. Không. Ngồi đó không có nghĩa là kết thúc. Ngồi đó là người cố vẫn. Vẫn được lấy hình hả? Vẫn bình thường. Ồ vậy vừa được. Tưởng nó đi vô luôn. Đâu có. Lấy hình là vẫn còn có thời. Còn thời. Ừ vậy ngồi đây. Và kỷ lục khách mời bị loại cuối cùng đã thuộc về Duy Khương và Trâm Ngô. Hai khách mời đã bại trận trước Khả Như trong tiểu phẩm Gả Chồng Cho Con ở tập 30. Em cũng cùng luôn. Chúc mừng anh Đương Kim Hoa Hậu mùa này. Em biến rồi, hụt lóng tay rồi. Vòng 4, diễn xuất tức thời. Ba người chơi phải sử dụng khả năng diễn xuất để ứng biến với tình huống mà chương trình đưa ra. Rồi, đem mình bắt vô. Thả mắt kính ra con. Ba kỹ quá. Thả mắt kỹ lắm. Bớt anh Giang lại. Rồi, ở trước mặt các con có ba cái quả. Mỗi quả các con đều lấy một ít để ngày mai lại quả cho người ta. Dạ. Bắt đầu. Quả nào mình cũng phải lấy nha các con. Dạ. Các con nên biết rồi đó. Ít quá cũng không được, mà nhiều quá cũng không xong. Nhanh lên nào, sắp hết giờ. Bất ngờ luôn rình rập những người chơi. Kết quả sẽ như thế nào? Hồi sau sẽ rõ. Mà sao chị lấy hoài vậy? Trời ơi. Cái này lấy chưa? Để em lấy một ổ à. À rồi, xong. Xong, là xong. Lấy đủ 3 món. Mời mở mắt. Ai cũng có trái cây, ai cũng có xôi. Và ai cũng có chả. Dạ. Yeah. Ủa sao à? Rồi. Sao chị lấy sao ít vậy? Chị không biết, chị không thấy. Trong ba quả này, mọi người đã đều có lấy. Mọi người nghĩ làm sao để phân biệt ạ? À? Để biết ai loại không loại ạ? À? Cần ký ạ? À. Chúng ta chỉ cần một thứ thôi. Chết em rồi. Cần một thứ. Rồi. Chị thấy mình mâm xôi chứ chị. Với tiểu phẩm Gả Chồng Cho Con, trò chơi chính là tổng số xôi trên dĩa. Ai có số lượng xôi nặng nhất loại, số lượng xôi nhẹ nhất loại. Chúng ta hãy chờ xem. Đây là toàn bộ xôi của Trâm. Trâm Ngô. Giây phút quyết định bắt đầu. Ai sẽ ra về? Ai sẽ ở lại? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Trâm Ngô. Không phải 085 gram. Khả Như. Khả Như ổn rồi đó Như ơi. Như. Không phải 170, có nghĩa là cao hơn Trâm Ngô. Giữa luôn. Còn riêng của không không cái đó khỏi khỏi cân. Bị lấy một khổ là nhìn là biết hơn ta rồi cân gì nữa. Bên biên tập cho em có số ký này là bao nhiêu ạ? À? Mời cân. Em tưởng là một người lấy ba lọ là ba mâm á anh. Thôi em cầm đi tặng dữ sao vậy. Sao mà dữ trời vậy? Em lấy một cái thôi nó phải tầm ba bốn ký gì đó. Sao em vậy? Em tưởng là lấy một người một chia ra một mâm một khay gì đó. Cũng tham lắm. 5 ký rưỡi. 5 ký một lạng. 5 ký 155 gram. Tức là 5 ký một lạng rưỡi. Trời. Loại. Nhiều nhất là Duy Khương và ít nhất là Trâm Ngô. Khả Như bước tới vòng cuối cùng. Yeah. Người chiến thắng đó chính là Khả Như. Yeah. Và đó là những kỷ lục thú vị của thời tới rồi sau 30 số phát sóng. Trước khi đến với phần 2, mời quý vị và các bạn giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Sẽ thiếu sót nếu như không điểm lại những trò chơi thú vị nhất của thời tới rồi. Những trò chơi độc nhất vô nhị, không chương trình nào có. Và đó là những trò chơi nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Chị ơi, em rồng nè.
viên nào chọn con vật xuất hiện nhiều nhất, loại xuất hiện ít nhất, loại. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1, clip. Lắc lắc bước chê ra khỏi núi, lắc lắc bước sạc chê khỏi núi, sạc bước chê bước lắc lắc hồi, bước vào chê lắc lắc bước sạc, lắc bước sạc bước vào núi chê, sạc bước sạc lóc núi hồi chê, lắc bước núi sạc chê sạc, bước sạc chê hồi sạc lóc núi, hồi lóc bước sạc bước chê lóc chê núi hồi bước lóc lóc, núi lóc sạc bước chê hồi lóc, sạc lóc hồi chê bước núi sạc. Lóc núi sạc chê, lóc hồi bớp sạc lóc lóc bớp, bớp núi sạc lóc hồi chê lóc hồi, bớp chê lóc hồi sạc núi lóc hồi, lóc sạc bớp lóc chê sạc lóc bớp lóc hồi lóc, sạc lóc chê hồi núi lóc bớp hồi núi lóc, lóc sạc bớp chê, núi sạc chê lóc bớp lóc sạc, bớp sạc núi chê lóc hồi, núi chê lóc sạc bớp núi lóc, chê bớp hồi núi lóc sạc lóc, bớp sạc chê lóc hồi sạc bớp lóc lóc hồi núi. Chê bớt chê, lóc bớt sạc bớt, hồi núi bớt, sạc bớt sạc bớt. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Các con vật đã lộ diện, mấy người chơi sẽ lựa chọn ra sao? Hãy cùng xem. Cái vấn đề của mọi người là tại sao lại nhìn màn hình kỹ vậy? Nghe. Con bị sang chấn tâm lý luôn. Cái vấn đề là nghe. Và tôi đã nghe được 3 con nên chọn, nhưng tôi không nhắc đâu, leo leo. Tôi đã nghe được 4 con nên chọn, nhưng mà tôi không nói đâu, tôi dùng chót mà. Mời tất cả lùi lại, xin hỏi vị trí số 1 thuộc về ai? Thật sự hồi nãy em thấy cái con mà nhiều nhất, em thấy cái con á là Khánh. Nó đứng trước cái màn hình, nó đứng bự quá, em thấy cái đầu nó không, em không thấy cái con gì hết. Mà em nghe là nó có nhẩm theo là bớp núi sạc lóc chê, bớp núi sạc lóc là nguy hiểm đó, lóc là đi một lóc luôn đó. Đúng rồi, sạc là sạc cơm á. Chê lóc sạc lóc chê. Ê con đó ít lắm đó, tại vì rác có dấu sắc nhiều á, mà em nghe mỗi lần có dấu quyền á, cường độ mà ít ít vừa vừa đó là con hồi. Hồi xin cảm ơn. Ủa Trà Ngọc đã chọn cá hồi. Không, em đang tư duy mà anh. Không, anh đang chạy chữ. Chọn đầu rồi, khỏi chạy chữ nữa. Và cá hồi là một trong những con mà Trường Giang nghe rất là nhiều ở clip vừa rồi. Vị trí số 2 là ai ạ? Dạ em. Anh nghe rất rõ một con trong này rất ít và thậm chí là ít nhất luôn. Em thấy con này hình như ít nhất. Ủa Khánh không ơi, có suy đoán hỏi qua hỏi lại hoài. Khánh, hồi nãy Ngọc chọn con đó, Khánh không chịu. Mới là con ít nhất mà. Em nghe sạc nhiều. Không sạc nhiều lắm. Sạc. Con tính bằng đuối. Con tính đuối. Đuối là ít nhất. Đuối không có ít nhất. Anh chừa lại hồi cho anh chọn đó. Anh chừa lại hồi cho anh chọn đó. Ủa mà sao tính chọn con đuối cái chú Long lại nó nhỏ. Đó là kẻ địch. Chiến thuật đó Khánh ơi. Đừng có tin. Khánh ơi, có tin tôi không? Anh phải bình tâm. Tôi chuyên giúp người chứ không bao giờ tôi hại người hết. Sạc. Cái con mà an toàn nhất là con sạc đó. Khánh chọn con. Sạc. Con gái sạc. Vị trí số 3 là ai ạ? À? Dạ con. Con là ca sĩ hát bolero đúng không? Dạ. Cô nghe kịp không? Trời thì chú coi thường con quá, dĩ nhiên là không rồi. Để con chọn đi. Chú quá coi chị Lít ơi, con tin tưởng hai người. Anh ca sĩ phải nghe lời ca sĩ. Dạ. Chị. Chị nghe con ca chê. Con ca chê. Chốt chưa? Chốt chưa? Chính xác. Ca chê. Thấy con đấy nửa nửa. Con sẽ chọn ca đuối. Con sẽ chọn ca đuối. Wait a minute. Chú quá coi chị Lít ơi, con tin tưởng hai người. Con tin tưởng hai người. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đuôi. Quỳnh Trang chọn cá đuối, xin cảm ơn. Người ta tư vấn cá trê, mình sao lấy cá đuối? Ủa? Tư vấn trê nên chọn đuối. Ủa? Trước em làm nghề. Trước em làm nghề đó, bé nó chọn xong. Vị trí tiếp theo. Em nghe lời anh không? Dạ không. Không, em sợ lấy, em chỉ tin chính mình thôi. Em chọn cá bóp à? Bóp, xin cảm ơn. Trời ơi, sao nói đó không chịu nghe người ta? Người ta thường nói là kính lão đắc thọ mấy đứa này nó kính lão. Nói nó rồi mà nó không chịu nghe. Số mấy ạ? Dạ số 6. Cô chọn cái nào? Trời ơi, nãy con từ đầu là con muốn con cá bóp á. Cá lóc em. Con cá lóc. An toàn. Con nghe nhiều lắm luôn. Không. Lóc, con nghe lóc. Nhiều chứ bằng vàng trên được.
Nghe nè, tư vấn gì tới? Tin tưởng với chú dạ. Không địch địch chú là chỉ tham gia chương trình này là chú nhường cho tụi con chơi thôi, cái chú không có quan trọng. Lấy ca nóc nha, nghe là chú đi về, chú đi về, chú tới đây là vui lắm rồi, vui chú, lắm rồi Giang, vui. Nhưng mà mình rồi. Mình tư vấn như người ta không có thái độ lẫy. Làm vậy tao đâu biết mình thật tâm. Ủa, con chọn cá lóc. Rồi, Sang Mi chọn cá lóc. Sang Mi chọn cá lóc. Con chọn cá lóc. Chứ không phải là nóc hả? Dạ, con để dành cho chú. Trung, quá dạ. Luôn. Bây giờ là còn hàng giạc với lại second hand đồ đó. Vậy là còn có cá chê với cá nóc thôi đúng không anh? Đúng rồi. Trung, em sẽ chọn. Nghe lại anh. Dạ sao? Anh đã nói là cá nóc, em phải nghe là anh cá nóc. Cá chê từ nãy giờ nó không có nghe chữ chê nhiều. Theo những gì em nghe em thấy cá chê nhiều nhất. Không, cá chê ít. Cá chê ít lắm. Dẫu cá chê vừa nhiều. Vừa mà. Trung, chọn đi. Dạ, em sẽ chọn cá nóc. Yeah. Rồi, như vậy cuối cùng anh Long sẽ bị chọn cá trê. Không phải là bị chọn mà tôi chấp nhận tất cả. Rồi, tôi nhường cho đàn em. Rồi, tụi em chơi tiếp đi, anh đi về. Tụi em chơi tiếp đi, anh đi về. Mời mọi lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ lật mở để xem con vật nào được gọi nhiều nhất và ít nhất. Nhiều nhất và ít nhất sẽ bị loại. Số 1 là ai ạ? Trang Ốc. Chết rồi anh ơi. Sữa sùng tháng này mắc muốn chết. Đây là con số cá hồi được nhắc đến trong đoạn rap. 103 là em chết liền nha. Hello. 25. Anh chưa biết được an toàn. Chưa biết được là an toàn hay không đâu. 25 hiện tại là số lớn nhất. Lớn nhất rồi đó. Chưa chắc, chưa chắc, chưa chưa. Số 2 là ai ạ? Của em. Ngon. Khánh em nè. Chưa chắc anh. Ngon. Quá trời ngon. Ngon rồi, ngon rồi. Trời ơi, 5 tiếng rồi, luôn. 45 rồi Khánh ơi. 35 chắc chết. 5 ít quá hả? 5 ít quá. Vậy thì 35. Ngọc. Không hiểu sao Khánh lại chọn cũng sặc luôn, cũng sặc là được kêu rất khoan, nhiều. Ngọc ơi khoan. Ê vậy coi chừng Trung với Khánh bị loại dòng này á Khánh. Ừ hết. Không, sẽ còn một con 36. Hiện tại 35 là cao nhất, mời đứng lên bục ạ. 35. Đây lên bục. Đây là con cá đuối của Quỳnh Trang. Đuối với con cá luôn. Đuối cũng nhiều á. Vậy người an toàn đầu tiên đó chính là Trà Ngọc. Đây là bóp. Bóp 32. An toàn. An toàn. Thôi con. Đi đây con, đi đây. Con đặt hết niềm tin vào chú Giang. Ba mươi chín là mệt mỏi, 19 là mệt mỏi, 29 là ok, 29 là ok. Ok rồi, vậy là ok. Ok, ok. Anh Long ơi, em nghĩ là Long đứng không đi về. Đi về. Mình nó đổi bản của anh rồi. Mở đi anh. Mở luôn đi anh. Đây là cá trê. Cá trê của Hoàng Trung. Không ai lấy á. Cá của Hoàng Trung. Cá trê của Hoàng Trung nha. Cá trê của Hoàng Trung nha mọi người. Ai chê với Trung không chê. Tôi thương ông Long quá. Đi về. Thương ông Long quá. Anh chê hả? Nãy anh chê mà em mới lấy lại đó. Bây giờ Giang ơi, anh nghĩ trong chương trình này mình nên có một cái quy luật cho nó đàng hoàng chút. Dạ. Là của ai nấy về đi. Thì đó, thì cũng của anh thôi, em để cho anh Giang cầm đó mà. Em đâu có đâu biết. Đưa này cho em. Không, đổi đi. Đổi không, bây giờ em với anh quyết định nha. Em với anh, hai đứa mình thôi. Đổi không?
giờ anh có đổi không? Nếu đổi thì vậy luôn. Bây giờ đổi không anh? Đổi đi Trung, đổi luôn Trung. Đổi đi, 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 đổi đi. Tùy anh quyết định đi. Ba là coi được số coi. 25, 23, 24. Em có muốn đổi không? Vậy em, anh muốn không? Đổi luôn. Rồi. Biểu quyết định này có đúng đắn, thời sẽ tới hay khiến anh Kim Tử Long chơi với? Đây là Ngũ Quang Trung, được đổi từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 26 26 26. Yeah, em chú ơi, em còn chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, anh chê anh quăng em mới lụm lại chứ bộ. Sao vậy chú? Anh chê anh quăng con chê mà. Đổi sớm luôn á. Em đã nói là con cá chê là ok mà. Chưa chắc, chưa có gì chắc chắn. Đúng rồi, chắc rồi, chắc chú nhiều khi hả? Thôi à anh Long ơi, Ngũ Quốc nó kêu anh đổi đó. Không, đề nghị phát lại những giây ghi hình hồi nãy. Tôi hành động tôi còn nhớ rõ. Anh Long, tùy anh quyết định. Đổi đi, đổi đi, đổi đi, tùy anh quyết định đi. Thưa quý vị thân mến, hiện tại con số 24 là con số thấp nhất. Và trong những bảng này còn thiếu một con số 27. 24 có rồi, 25 có rồi, 26 có rồi, nhưng 27 là nằm ở đây. Cho tôi ý kiến, nếu như tôi đoán được con số trong đó thì có cho tôi được ở lại không? Dạ không. Như vậy thấp nhất là cả nóc từ đầu trường giải đứng đây được đang nghe hai lần luôn, chắc chắn con nóc còn thấp nhất. Anh Long muốn đổi lại không? Như vậy là xin trao lại vương miện cho Quốc Khánh và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đầu và cuối. Anh Long, anh đăng quang rồi đó, anh phải ở lại chứng kiến cái phút đăng quang này chứ. Thôi anh đi về. Không không, Khánh ơi. Dạ. Mình đi về đi em. Dạ. Mình về đi ba. Đâu? Người về đi ba. Khánh. Anh Long ơi. Nhưng mà sao bắt bên số 2 rồi chọn con lớn nhất? Thế cậu với gì đưa con với ba về? Ai hành Khánh mà Khánh làm vậy? Mình có thể liên động á. Thôi đừng buồn nữa. Mình ở lại mà. Anh Long ơi, không đi em đi. Còn phải có cái cảnh này nè. Cho xin thêm hai ghế. Anh ơi, anh Thảo ơi. Alo. Trời. Vòng 2, vòng xoay may mắn. Người chơi sẽ xoay vòng may mắn. Xoay vòng món đồ nào sẽ đem đi cân. Món đồ có số ký nặng nhất loại, món đồ có số ký nhẹ nhất loại. Trò chơi bắt đầu. Thưa quý vị, đây là vòng 2 của chương trình Thời Tới Rồi. Chúng ta có vòng quay may mắn. Ở vòng thứ hai này rất đơn giản, quay vào ô nào chúng ta chọn sản phẩm của ô đó. Đặc wow. biệt có thật sự đây là vòng quay may mắn không ạ? Đúng. May mắn cho những người nào may mắn và không may mắn cho những người nào xui. Chúng ta đều có một cặp, tạ là một cặp, đây marshmallow kẹo là một cặp, tức là hai dĩa giấy A4 2g, dưa hấu 2 trái, dừa 2 trái, bưởi 2 trái, chả 2 cái. Cái gì? Chả. Chổi. Chả lông gồi. Chổi lông gồi đúng ra. Chả lông gồi. Chả lông gồi đó. Tưởng chả bò chả quế. Không có đâu. Hên xui bị đuổi. Đúng rồi, tính không được. Và chúng ta sẽ cân để tính ai quay được sản phẩm nặng nhất, ai quay được sản phẩm nhẹ nhất loại. Bây giờ ai muốn quay trước? Em. Mời quay. Bây giờ mong là
tạ. Bưởi. Tao là đứng vô tạ. Anh ơi đừng vô tạ anh. Bưởi 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 thôi. Nè, bưởi thôi. Bưởi hả? Bưởi mười khó. Đang thèm bưởi hả? Vâng. Rồi. Tạ là mày cũng tạ. Chị tự động cứ ngồi luôn nha. Đừng nha, đừng. Ê, bông, phá, bông. Đừng. Bông luôn, bông. Hay. Đã được rồi thì không quay nữa. Tới lượt ai? Ưu tiên mấy bạn nữ nè. Trời xin một cặp luôn. Bên kia là bên kia là thêm bưởi đó. Giấy. Đúng rồi, thế rồi, thế rồi, thế rồi. Lùi về bớt đi. Phải quay cho cái tạ lúc đó. Mình lại tiếp tục thu hút năng lượng đi ạ. À đây à. 1 2 cùng tạ về trong bé tập tạ luôn. A 4 A 4 A. Ồ. Dưa hảo. Ngon 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 nghe. Được. Mày hốt một cái bông nhẹ nhất rồi. Là hình dấu về. Ui, nó cũng nặng á bé ơi. Nữa. Con. Rồi quay. Cô gà. Bưởi. Cô gà muốn cái gì chị? Chị muốn cái gì? Tạ. Chị không muốn tạ. Không tạ. Vậy thôi cái chỗ lông gà nha chị. Đừng tạ, tạ đừng tạ. Tạ. Cái này A4 này. Cái này A4 này. Có được, được. Bưởi. 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 Trời ơi. Tú. Rồi, rồi. Con bự ngon nha. Mày ăn ngon. Trời ơi. Bưởi ok nha. Em ạ, 25 trước. Em đi, em trước ok. Mạnh lên em. Chưa cục tạ lại cho Lê Dương Bảo Lâm nha. Ở đây có bề dạ là phải dùng kỹ xảo liền. Chưa cục tạ lại cho Lê Dương Bảo Lâm nha. Thôi em tập tạ sáng giờ em mệt lắm nha. Tạ rồi, tạ rồi. Ê, ê, ê. Tạ luôn em ơi. Tạ. Ê. Wow. 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 Cầm trên tay nha. Vô. Ước gì vô tạ, ước gì vô tạ. Tạ quá đi. Mày mạnh lên. Một vòng được rồi. Dưa. 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 Dưa, dưa đủ xài. Dưa, dưa đó. Dưa, dưa đủ xài luôn á. Giờ em với chị bánh đồ xì coi quay. Một, kiểu hai, ba. Ra sao? Thắng à? Thắng, em thắng mà em đâu có được sao đâu. Thua được quay. Ok ok. Thua được quay. Thua được quay. Ủa? Cái luật chương trình nó vậy á. Mình còn lực, 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 lực. Giấy. 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 Chổi lông gà. Chổi lông gà. Vâng, chúng ta đã đến với vòng quay may mắn. Rồi, rồi, rồi. Là vòng quay may mắn của Đặc á. Marshmallow. Ui. Chổi lông gà rồi. Xù xì đi, hai người xù xì đi. Có buồn. Vậy. Vậy còn em là một trong hai. Còn một trong hai. Em chọn luôn ha. Cho chọn luôn á. Rồi em chọn marshmallow. Marshmallow. Ủa nhẹ nhất sao? Con vậy marshmallow không chứ. Không phải chọn rồi. Tay run vậy, tay run vậy. Giấy đi, giấy. Ừ, 200 giấy. Giấy, 200 giấy. Nặng nhất sao? Tại vì nặng nhất là cái tạ rồi, em lo gì rồi. Cục tạ rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Trời ơi sao mọi người tin vậy? Xếp hàng ngang. Như vậy là nặng nhất hay nhẹ nhất? Chúng ta sẽ cân. Bảy. Bảy nha. Thì cái đó vui đó. Nhìn anh Lâm kìa. Bảy. Chứ cân này sao cân đồ vật được, phải cân người phải cầm, chứ. Đúng rồi, phải cầm. Ba tổ chức lấy cái cân lộn rồi. Cân này là cân người chứ không phải là cân đồ vật. Dạ. Cân đồ vật là phải có cái khay. Dạ đúng, đúng rồi. Đúng không? Đó, đang chuẩn bị. 10 cân à. Đang chuẩn bị cân đồ vật ở dưới rồi. Thấy chưa? Chúng ta không cần thiết cân đó luôn. Ôi, còn ghế tâm nào chi được bật cái gì đấy? Đằng sau những món đồ ẩn chứa điều gì? Chúng ta sẽ được biết sau vài phút giải lao. Các bạn đừng đi đâu nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Ai lấy được một cặp bông là đây đúng không? Vâng, đúng. Ôi, gì đấy tâm lý đấy? Cái gì đấy? Con số gì đây? Số 1 là số đầu tiên. Loại. Loại. Loại đi. Trời ơi. Tuyệt sắc. Một cú lừa. Chúng ta cú lừa. Chúng ta tiếp tục đến với
Vị trí Dưa Hấu Ly Ly. Bây giờ phải vô số 7 chắc cười xỉu. Không 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 không. Hai đứa về một lúc. Cái này là đuôi trước. Chưa ba lời chưa. Cái này là đuôi trước. Chưa. Không phải con. Không phải số 7 rồi. Hả? Không phải số 7 rồi. Con số 6. Con số 3. Đẹp nha. Yên ổn. Anh mẹ lên. Lỡ như bảo đi à. Lỡ chỉ đi ạ. Trời có điềm mà cái gì vậy anh Giang? Đứt đoạn. Rồi. Điềm có điềm rồi chị ơi. Thôi ạ. Không thể nào, không thể nào. Không hả? Không thể nào. Ôi 6 à? Số 6. Hú hồn. Loại đạt ca đi à. Đạt ca, hai cái chỗ lông gà. Có thể đây là những cái khung hình cuối cùng của em. Em tranh thủ đi. Không sao ạ. Loại đạt ca đi à. Ủa, số 8 nữa. Số 8 là vô nghĩa, chỉ là cái vị trí thôi. Chết rồi. Loại đạt ca dùm cho em. Anh Lâm, anh sao vậy? Rồi, 3 lần. Rồi, 3 lần. Loại buca đi à. Ai nghĩ là phải lên loại buca. Nó đi theo một vòng luôn rồi. Ui. Rồi, 3 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa? Điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy chờ xem. Vị trí của ai xin hãy nhớ con số. Ai số 1 giơ tay. Em. Số 2. Dạ. Số 3. Dạ. Số 4. Em. Số 5. Số 6. Dạ. Số 7. Số 7 không có. Số 8. Loại. Trời ơi còn gì anh nữa. Anh Tú. Ủa còn nữa. Đừng buồn. Em biết mà. Thưa quý vị khán giả thân mến. Kính thưa các người chơi thân mến. Dạ nhanh ạ. Để có một chương trình được nhiều người yêu mến thì chúng tôi phải làm việc với nhiều bộ phận khác nhau. Bộ phận đạo diễn, vâng. Bộ phận âm thanh, bộ phận ánh sáng, phục trang. Mà có mấy khi chúng ta có cơ hội để vinh danh những con người thuộc những bộ phận đó đâu. Dạ. Đúng không ạ? Chỉ có một chương trình duy nhất tại Việt Nam, đó là chương trình Thời Tới Rồi. Bí mật được bật mí. Luật chơi chính thức của chương trình chính là ai số 1? Em nói từ đầu là em số 1. Nhiệm vụ của bạn số 1, hãy tiến về phía hậu trường của chúng tôi. Chúng ta mời lên sân khấu. Chọn một người. Một người, đó chính là đạo diễn chương trình, kèm theo cái microphone của người ấy. Xin mời. Ơn rồi. Thật ra câu chuyện kịch này nó cứ lật. Em chào chị. Đâu ạ? Bây giờ cái microphone của chị đâu? Em đã xác định là mình loại rồi đấy chị. Chị như kiểu là một cái vị cứu tinh. Rồi. Vị trí số 2 xin hỏi là ai ạ? Dạ em. Hãy bước về phía hậu trường và tìm một người quản lý nghệ sĩ. Dạ. Xin mời. Anh ơi, cho em một cánh tay. Anh đâu cần lấy theo cái gì của ảnh đâu đúng không? Chỉ cần mang ảnh lên thôi. Lấy cái ghế anh đang ngồi luôn. Lấy cái ghế anh đang ngồi hả? Xin cảm ơn. Vị trí số 3 thuộc ai ạ? Số 3 kìa. Số 3 con. Hãy đến với bộ phận thua. Sao xui vậy trời. Bộ phận bị loại. Mời một người lên đây kèm theo cái ghế của họ. Cô ca phải tính toán nha cô ca. Trời ơi, vợ chồng thôi ơi. Thôi xuống con ghế nặng không? Chết rồi. Cô ca chọn ai? Cô ca chọn dạ, ai? Dạ em chọn Khả Như. Tại vì thấy Khả Như tội quá. Em xin lỗi nha. Ủa mèo tội vậy mèo. Vị trí số 4 là ai ạ? Đừng có anh giữ xe, dắt giữ xe vô nha. Em không chịu. Em hãy đi đến khu vực bên dưới. Hãy chọn một người make up kèm theo bộ đồ nghề của họ. Dễ luôn. Bộ đồ nghề luôn á. Có thể là chị Thu Dư Leo. Dạ. Chị bên đoàn nào vậy? Phải đoàn em không vậy? Ủa sao chị bên em chưa ta? Đúng rồi. Chị này bên bộ phận thấm dầu nha. Mời chị Lâm ơi, vị trí thứ 5 là ok nhất, nhẹ nhàng nhất. Mời bạn quay bum kèm theo cái bum. Quay bum kèm theo cái bum. Trời. Cái bum là cái cây đó. Cái cây dài này nè. Thôi giỡn mà đúng không? Giỡn mà đúng không? Đúng rồi. Thôi giỡn đó, thôi nói trời thôi. Mời một bạn thiết kế và món đồ nào cũng được. À. Anh ơi đi với em đi. Anh ơi đi với em đi. Anh ơi đi với em đi. Quá
Trời ơi. Dạ. Đừng hỏi gì thêm, chương trình này huyền diệu lắm. Vị trí số 6 thuộc về ai? Dạ em à. Đứng im đây đi, tỉnh sao. Vị trí số 8, hãy đến hậu trường tìm một bạn chụp hình và máy chụp hình của bạn ấy. Oh. Chụp hình nhá, không phải mày quay nha em nha. Chào anh. Bối quá nè, lên thôi. Cái lên cũng khá nặng. Bây giờ là công bố luật của chương trình. Chúng ta sẽ cân như những gì MC đã nói từ đầu chương trình. Và luật chơi chính thức chính là ai có tổng số ký nặng nhất, loại. Ai có tổng số ký nhẹ nhất, loại. Cuộc đua bắt đầu. Cân cái gì ạ? À? Cân dụng đạo cụ. Cân cái vật mà chúng ta vừa quay được trên cái vòng xoay này, kèm theo những gì chúng ta vừa mời lên sân khấu. Nhưng trước tiên cũng xin nói rằng là chưa đủ hết các bộ phận, bởi vì chương trình nó có giới hạn, cho nên là mời lên đại diện tiêu biểu và vỗ tay để cảm ơn các anh chị em đã hoạt động rất là tích cực vượt những ngày vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi bây giờ cân ghế số 1, ai mời ai? Thì dĩ nhiên là em mời chị đạo diễn. Mời chị lên đây. À, có nghĩa là chị kèm sẽ cân cùng theo đúng những không? Gì chúng ta đây. Đã nói từ nãy tới giờ, tức là bom đã được anh Tú quay trúng, micro của chị để điều khiển chương trình. Mời đứng lên. Sức xuống à, sức xuống à. Coi ở đâu ạ, à? Mình coi ở đâu ạ? 61,35 là một con số rất vừa phải nha. Ồ. Lên. 72,15. Nè, để chú đoán nha. Cái hộp này khoảng chừng 5 ký không? Cỡ đó, bạn này thì khoảng chừng mấy ký? 5-6. Thấp nhất nha. Không. 66,7. Tiếp theo, Khả Như đứng lên, anh hỗ trợ cho. Sao cái đôi giày gì bự như vậy? Đôi giày không là 8 ký rồi. 53 rồi. 3, 2, 1, out. Chưa, out là anh out thôi. Không, sao mình bước lên lại, chị Tân nó không lên. 62,15. Ổn rồi. Đạt ca. Bạn này phải bảy mấy á? 64,35. Mời lên. Ở giữa rồi, ở giữa. Thôi ok rồi. 64,35. Nguy hiểm quá. Lê Dư Bảo Lâm. Ê, có thằng em vậy em nhẹ chứ. Thảo chung, Thảo kìa. Thảo chung có ai nè. Lên. Anh tính nhịn gì anh Lâm? Kiếm gì bỏ thêm hả? 52,55. Đây là có muốn ăn uống đồ vô, có da có thịt. Do mình chọn mà. Như vậy là chúng ta hiện tại đang có vị trí thấp nhất là Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi. Vị trí cao nhất là Đàm Phương Linh. Mình bao nhiêu? 72. Một chồng này thì bao nhiêu? 4-5 ký à? Rồi cầm lên. Đâu cỡ 2 ký á. Chết thôi, em có 43, 42 à. Em bao nhiêu ký? Em có 43 ký à. Của em hồi nãy mời ai? Em hồi nãy chưa ai mời. Anh Giang. Đúng vậy. Giang. Anh Giang 70 mấy ký á Thảo. Anh Giang nhiêu ký? Anh Giang 70 mấy ký đó. Trời ơi. Trời ơi. Ông thấy nó là 79 ký là cao nhất. Anh Giang bây giờ đang 69 ký. Em tin tưởng anh. Loại. Không, ok mà. Ok á. Bây giờ 72 đúng không? 72 mấy? 72 mấy? Chấm 1. 72 chấm 1. 6 mấy nữa hả? Anh Giang 69 không? Không thể. Chấm rồi. Sao ba lớn vậy? Trời ơi. Không, thí dụ như em thua tại em á thì em không tức. Thí dụ như em thua tại em á thì em không tức. Mà cái này em tại anh mà. Lên, mời lên. Lên. Lên à. Bây giờ chương trình của chúng tôi thừa biết ký của tôi, nên vừa rồi chỉ là một màn test thôi. Thực sự ra đây. Số 7. Số 6 à. Em còn hy vọng. Số 6, DOB của chương trình. Xin mời. Có cái bánh mì không? Ủa, chương trình. Cho em một tiếng. Anh dẫn ơi, em tin mà. Em muốn tham gia chương trình của mình. À, DOB là anh Nam, anh Nam to lắm. À, DOB là anh Nam, anh Nam to lắm. Em bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá. Đó, đó.
Học phải không? Trời ơi, cho học nhớ sụt mấy ký. Trời ơi, cho học nhớ sụt mấy ký. Tụi anh Hậu cũng được. Cái giấy kia là 4 ký rưỡi rồi. Phải cho lên. Rồi, rồi, rồi. 71 ký. 71 ký mà cộng 4 cũng là 75, số trời đã định. Số trời đã định. Đừng vậy nữa. Em không phục, em không phục. Tại sao lựa một anh đi Naomi mà cái tướng y chang anh Giang? Em không phục, tại sao lựa một anh đi Naomi mà cái tướng y chang anh Giang? Em không phục, anh Hậu cái tướng y chang anh Giang chị ơi. Vậy như vậy, hai người bị loại. Uống nước dừa cho qua cơn hoạn nạn. Nói đến trò chơi đặc sản cuộc gọi định mệnh, không thể không nhắc đến những người thân hỗ trợ của khách mời. Cùng diễn lại những lần khách mời được người thân tiễn về trong trò chơi cuộc gọi định mệnh. Trước khi đến với cuộc gọi định mệnh, mời quý vị và các bạn giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đầu tiên, Lê Lộc với hai cuộc gọi định mệnh từ những người thân yêu nhất. Mà mẹ hiểu ý con nói chưa mẹ? 15 phút đó, gọi lúc 7 phút rồi phải không? Wow. Hay quá mẹ ơi. Nhớ nha mẹ, nhớ nha mẹ. Con đem mấy chục triệu về đâu đó. Rồi, bình tĩnh nha chị. Mẹ tôi quá rồi, lấy tiền chứ. Mẹ chưa, đưa đó mà khoan, hãy gọi liền nha mẹ. Còn Lê Lập sẽ gọi cho ai? Dạ, mẹ Lê Giang ạ. À, lại là mẹ. Ê, lo quá. Mẹ bắt máy liền luôn. Ủa? Mẹ ơi, mẹ. Con đang quay game show. Sao khóc quá vậy? Mẹ bắt máy mừng quá, tưởng mẹ đang live stream. Live stream mẹ live của chưa? Đúng rồi, mà mẹ đang rảnh đúng không? Ừ, đúng rồi. Mẹ ơi, bây giờ con vô tới vòng 3 của thời tới rồi rồi. Game này hay dữ lắm mà. Bây giờ nếu mà thắng là con được cái nguyên cái iMac luôn. Mấy chục triệu lần mẹ, nhưng mà mẹ phải giúp con. Là tí nữa khi mà bắt đầu á, là con sẽ có 15 phút mẹ canh, mẹ gọi điện vô cái số tổng đài, con sẽ nhắn qua cho mẹ. Nhưng mà mẹ phải canh là mẹ đừng gọi sớm quá, cũng đừng gọi trễ quá. Trong vòng 15 phút đó mẹ phải gọi chính giữa. Mẹ hiểu chưa mẹ ơi? Cô Giang, con Khánh nè cô ơi. Một đứa là bả rối rồi nha. Con Khánh nè. Bây giờ cô kiếm cái bút với cái viết, mau lên. Cô kiếm liền con cái bút với cái viết đi. Không có đâu đây. Cô phải ghi lại. Nhớ là gọi nha, cô nhắn qua điện thoại. Mà mày hiểu ý con nói chưa mẹ? 15 phút đó, gọi lúc 7 phút rồi phải không? Wow. Hay quá mẹ ơi. Nhớ nha mẹ, con đem mấy chục triệu về đâu đó. Rồi, bình tĩnh nha chị. Con cái lớn lên làm việc cha mẹ ha. Hợp quá. Rồi. Tổng đài đã mở. 15 phút hồi hộp và chờ đợi bắt đầu. Để xem thời của ai sẽ tới. Nhận được cuộc gọi ở vị trí đầu tiên, loại. Ở vị trí cuối cùng, loại. Bắt đầu. Anh thì sau quá trình gọi cho những người bạn không thân ra thì anh đã buông bỏ rồi. Theo mọi người ở đây đoán là mẹ, gia đình của ai, người thân của ai, bạn bè của ai sẽ gọi trước nè. À, dễ chờ. Có khi nào chị Lê Giang á, chị canh trước rồi 7 phút rồi, còn 30 giây nữa thôi. Quay gọi, alo, trời lâu quá không gặp phải không? Qua giờ. Trời ơi, sợ đang canh giữa chừng mà có người gọi tới nữa đó. Đó đó. Đây là hồi hộp. Để lên nhạc vậy? Bắt đầu xảy ra chuyện gì đây? Ê, chương trình làm âm thanh kỳ nha. Gần 5 phút rồi anh. 5 phút rồi đó. Chưa bao giờ thấy thời gian nó lâu tới như vậy. Tích cực lên. Ủa sao mày ngồi chân vậy? Ai cũng đứng vậy? Tiếng chuông định mệnh đã vang lên. Ai sẽ là người chơi được người thân gọi đầu tiên?
cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình. Trường Giang đang nghe máy đi ạ. Dạ, xin chào bạn là ai? Dạ, chúng ta đang có một cuộc nói chuyện. Có những người bên cạnh nhưng họ không nghe được. Bây giờ cảm ơn bạn đã dành thời gian, đã yêu thương chương trình, đã quan tâm đến chương trình và người thân của mình để gọi đến đây. Bạn khỏe không? Chẳng lẽ là Yến? Bạn khỏe không? Bạn khỏe, bạn khỏe không? Là con quen. Thì bây giờ như thế này, bây giờ Trường Giang sẽ, tại vì mình đang nói chuyện với nhau, phải xưng là bạn. Chứ nếu xưng là cô, chú, anh chị, thím gì mà là người bên cạnh họ sẽ phát hiện. Đó. Rồi, bạn ăn cơm chưa? Bạn ăn cơm chưa? Ủa sao anh nói chuyện lâu vậy hả anh? Rồi. Anh ơi, bây giờ Trường Giang sẽ mở loa lên và sau đó sẽ hỏi bạn là ai. Bạn nói tên bạn được không? Chúng tôi sẽ mở loa đây. Xin chào bạn, bạn đã gọi tới chương trình Thời Tới Rồi, bạn là ai? Tôi là gia đình Lê Ngọc. Tôi là gia đình Lê Ngọc. Tôi tên là Nguyễn, gia đình Lê Ngọc. Tôi tên là Nguyễn Thị Lê Giang. Chị ơi là chị. Bảy phút rưỡi chưa? Đúng 7 phút rưỡi luôn đó Lộc. Rất là uy tín luôn á. Mẹ. Mẹ 7 phút rưỡi chưa mẹ? 7 phút rồi. 7 phút rưỡi, rưỡi đâu? Cái rưỡi thì tại sợ bị ông nghe. Em ta gọi số mẹ là người dạ? Gọi, mẹ là người gọi đầu tiên luôn đó. Vậy hả? Dạ. Tôi giờ sao con? Thua. Thua hả? Thua. Trời ơi, chứ không, không dám đi toilet. Không dám đi toilet luôn hả? Nói 7 phút rưỡi mà, trời ơi. Trời ơi là trời, thiệt tình. Thì 7 phút thì 7 phút rưỡi cũng như nhà nhau thôi. Trời ơi. Rồi khác chào chứ. Dạ cô chị ơi. Chị Giang ơi, em Will nè. Chị Giang ơi, chị biết cái giá trị giải thưởng là nhiêu chưa? Mấy chục triệu đó. 50 mấy triệu đó chị Giang. Thì bây giờ sao đây Will? Bây giờ là chị là hại con chị rồi. Thì bây giờ thì giống như cúp tay đi giả bộ nó chị Giang kêu đuổi. Cô ơi, Lê Lập đi rồi cô. Nó khóc ở đi rồi cô. Nó chạy đi đâu con không biết nữa. Trời ơi là trời, sao vậy Khánh? Con không biết nữa, giờ lỏng chạy đi đâu, khóc quá chị khóc rồi cô. Trời ơi, thôi thì tình đó. Trời ơi, 7 phút chứ 7 phút mấy. Mình gọi sớm thì mình được danh bấm đầu tiên. Người ta thiếu chị 7 triệu rưỡi. Người ta trả chị 7 triệu, chị chịu không? Trời ơi, tiền chứ lại phút bác mà. Sao mình không nói gì nữa. Nói chung là chị là người đầu tiên mà Lê Lộc bị loại rồi. Trời ơi, cái trò chơi gì mà kỳ vậy. Thôi cảm ơn chị đã đến với chương trình nha. Chết quốc rồi. Trời ơi, tao mới mốt, mới mốt mà đi. Thôi, coi như bỏ đi dẹp. Mà bỏ đi, bye bye. Tới rồi, tới rồi. Đây. Đây cái hội hộp này. Đã có hai người chơi an toàn, chỉ còn một vị trí. Ai sẽ an toàn, ai sẽ bị loại. Ok, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình. Hiện tại chỉ một mình Trường Giang biết bạn là ai. Thì bây giờ Trường Giang sẽ bắt đầu mở loa và Trường Giang hỏi bạn là ai và gọi cho ai. Thì bạn nói tôi là đó đó, gọi cho đó đó, được không ạ? Xin cảm ơn, hãy lắng nghe. Chào bạn, bạn là ai và bạn gọi tới chương trình để bạn tìm ai ạ? Xin chào bạn, bạn là ai và bạn gọi tới chương trình để bạn tìm ai ạ? Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Good night. Okay. Yeah. Bye bye, cảm ơn em. Anh ơi, cho em xin một phút gọi về cho anh hai được không? Gọi lỡ anh ngủ luôn chứ gọi canh nữa. Được, anh canh tội nghiệp anh. Lộc ơi. Không phải gì kẹt máy em ơi. Lộc bấm máy luôn đi. Lộc kẹt máy. Anh nghe luôn. Alo, alo. Dạ, alo. Trời ơi, ai vậy, ai vậy, ai gọi vậy? Dạ, Duy Phước.
Gọi tới chi? Em Lộc nè, gọi tới chi vậy? Ủa sao anh Giang đâu không bắt máy? Thì đã thua rồi, anh Giang qua vòng khác rồi. Anh Giang vô chơi vòng khác rồi. Anh ngủ quên à? Sao ngủ hả? Nãy nói trong 15 phút rồi xong rồi, giờ 10 phút rồi. 10 phút người ta còn hết trơn rồi. Vậy là sao? Thì thua. Thôi ngủ đi. Cảm ơn chương trình nha, làm gián đoạn cái ngủ nãy giờ luôn đó. Trời ơi, tính xin cuộc gọi dội về cho Phước là khỏi canh đó, thôi ngủ luôn á. Chứ mình gọi cuối cùng rồi, vậy nha. Rồi, ngủ ngon. Gây cấn không kém cạnh chính là màn tiễn vợ Kelly ra về của Thanh Duy. Đây là quyết định. Alo, xin hỏi ai bên kia đầu dây Trường Giang đây? Ai đó ạ? Kelly, em sẽ gọi cho chồng của em. Trời, sao chị gan quá vậy? Hả? Rồi lỡ có chuyện gì sao? Kệ em à, chồng chị thích cái iPad lắm. Anh ơi, có phi vụ làm ăn. Bây giờ là cái cuộc gọi của người thân mà anh canh sao á, anh gọi cho em mà đừng có là người gọi đầu tiên, mà cũng đừng có là người gọi cuối cùng nha. Mà sao biết cái nào đầu tiên, nào cuối cùng? Thì anh chơi canh. Thì bởi vì mới canh. Anh ơi ráng nha anh, ráng nha. Đợi. Anh ơi mới nghe nè, anh iPad rồ đó anh. Anh ơi, cái iPad thời tới hay không là do anh đó. Rồi. Tạm biệt em, chúc sức khỏe. Rồi. Mời hai người đứng đây à. Bây giờ chồng chị, hai anh em sẽ gọi. Chị nghĩ là chung đó, bận tập tạ. Chạy bộ rồi. Bây giờ cô gọi định mệnh. Cái này mới ghê nè. Cái này mới là quyết định. Đây là quyết định. Alo, xin hỏi ai bên kia đầu dây Trường Giang đây? Ai đó ạ? À, khỏe không? À vậy do đường dây nó kẹt, với lại do một số người không nhận ra chồng mình nên đường dây nó bị kẹt. Rồi ok, không phải, tại đang tham gia chương trình nên nhiều người gọi và chúng tôi đang lắng nghe nhiều cuộc điện thoại đến, cho nên nó hơi bị kẹt đường dây, mong quý khách thông cảm. Bây giờ Trường Giang sẽ mở loa và Trường Giang hỏi bạn là ai, thì bạn hãy nói tôi là ABC được không ạ? Đã có hai người chơi an toàn, chỉ còn một vị trí. Ai sẽ an toàn, ai sẽ bị loại, chúng ta hãy cùng theo dõi. Xin chào bạn, bạn đang nói chuyện với Trường Giang từ chương trình Thời Tới Rồi. Xin hỏi bạn là ai? Mọi người, tôi là Phạm. Ủa chồng em đâu rồi? Chắc là chồng tôi đang quán lâu nước ở nhà đợi chị về ăn chung. Đúng rồi, đợi có hình là đánh quán quán mình lâu để anh gọi thiệt không? Đó. Chị nghe luôn. Alo. Alo. Ai đó à, Trường Giang đây. Dạ, em Duy. À Duy hả? Duy hả Duy? Dạ. Dữ không? Đi đâu giờ này mới gọi? Nói chuyện với dạ, chị. Em gọi chính xác, rất chính xác. Đây, hãy nói chuyện với vợ. Dạ. Thôi, gia đình mình về. Anh đã đọc rồi. Anh đi đâu trời vậy? Trời ơi, ngồi uống cà phê chờ gọi chị. Quên điện thoại gọi cho người ta luôn á. Uống cà phê rồi kìa. Mất cái iPad Pro rồi kìa. Chị thôi về đây mua cái iPad khác. Quá xịn, quá xịn. Thôi, cũng cảm ơn chồng đã bỏ thời gian để canh me gọi cho em. Bye bye. Tôi lạnh lùng vậy kìa. Cảm ơn chị đã đến với chương trình nha. Thưa quý vị thân mến, như vậy là kết quả đã có chính xác. Người bị loại đó chính là Quốc Khánh và Kylie. Hai chị em mình quận tư. Vui quá, vui quá. Gọi em nói đi làm rồi dắt gia đình đi theo. Công việc. Thời tới rồi, không thể thiếu những người chiến thắng. Như quy luật độc đáo của chương trình, người gặp thời tại chương trình chia làm hai trường phái.
may mắn và thực lực. Trường phái thực lực là những người chiến thắng từ vòng đầu đến vòng cuối. Trường phái may mắn là những người thắng nhờ được hồi sinh. Trước hết, chúng ta hãy đến với những người thắng nhờ may mắn hồi sinh. Và phần quà đó chính là... Hey. Một ly ép táo do mình tự chọn và chọn cho người anh của mình. Wow. Đây chính là thời tới rồi. Thôi có gì bỏ qua cho anh, hôm nào anh sẽ mời không em. Sao anh? Không sao anh. Không sao anh. Anh ơi. Đã xảy ra, chiếc máy tính xịn đã tìm được chủ nhân của mình. Rất tiếc cho Nguyên Thảo và xin chúc mừng anh Tú. Nhưng như vậy mới chính là thời tới rồi. Rồi trời ơi, quá. Hay quá, quá. Quá nhiều lần rồi. Bây giờ muốn nhận không? Điện thoại mà nhé. Điện thoại thiệt mà. Vui lên nào, mọi người vui lên. Điện thoại mà. Mọi người đang định hùa theo để giống như là... Thời đã tới với Lâm Vĩ Dạ. Bây giờ nó khả năng cái phong bì của chị Diễm My là cái ai mát đó, anh Giang anh mới giấu đó. Thối nhồi bông. Thối nhồi bông. Là của ai vậy anh? Là của là cái quái, ai? Quái, quái anh? Rồi. Cái đó của ai? Và máy tính xịn này thuộc về Võ Tấn Phát. Thời tới rồi, chiếc máy tính xịn đã tìm được chủ nhân của mình, Võ Tấn Phát. Tuy không phải là người chiến thắng, nhưng Võ Tấn Phát là người may mắn nhất hôm nay. Xin chúc mừng Võ Tấn Phát. Xin thông minh của thời tới rồi đã về với Hoàng Phi sau hai lần đến với chương trình. Không phải là người giỏi nhất, nhưng anh ấy là người may mắn nhất của thời tới rồi hôm nay. Xin chúc mừng Hoàng Phi. Sau cùng là những người chiến thắng nhờ thực lực. Chúc mừng
quá ơi, hồn quá. Kim Chi Bắc Thảo. Ê, là một cái rất xịn. Rồi em hiểu rồi, cái nụ cười của anh là em hiểu rồi. Đây là một cái rất xịn mọi người ạ. Wow! 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 Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, làm quá vậy, diễn vừa thôi. Nhẹ nhàng thôi. Lại. Vừa thải thôi nha, vừa phải thôi. 2 3. Wow! Wow! Diễn nhẹ nhàng xíu thôi. Ơi nhẹ nè, nhẹ hết mới có thể. Và đây là phần thưởng của Hữu Đăng. Thời tới rồi, chiếc điện thoại xịn thông minh của Thời tới rồi đã về với Hữu Đăng. Ngày hôm nay Thời đã đến với anh ấy, xin chúc mừng Hữu Đăng. Dung ơi, Trung, Ngọc Tinh Trung. Trung ơi. Anh ơi. Trời ơi. Thôi bớt diễn lại. Cái giấy nó nhỏ quá nè. Vẫn chơi đâu. Vẫn chơi đâu. Vẫn chơi đâu. Đến với Thời tới rồi, không gì là không thể. Và đó là những gì mà số đặc biệt của Thời tới rồi mang đến cho khán giả, với những khoảnh khắc hay nhất, thú vị nhất. Hy vọng các bạn đã tận hưởng những giây phút thư giãn cùng gia đình. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện.